khách sạn này lớn ghê ta, khách sạn La Villa Sài Gòn Hotel. Ồ, khách sạn 5 sao quá chứ gì. Khách sạn quá lớn luôn. Terra Rosan, số 20 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Khách sạn quá bự luôn. Xin kính chào cô chú, anh chị em, các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt trên đường Lý Chính Thắng nè cô chú chị. Chúng ta vừa đi qua một cái ngã tư Lý Chính Thắng và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Một cái khách sạn 5 sao rất là lớn, mới mọc lên cách đây khoảng vài năm ha. Đây là đường Lý Chính Thắng cô chú chị. Chúng ta sẽ đi tham quan đường Lý Chính Thắng, đường Trần Quang Khải ha quý vị ha. Trần Quang Khải cách đây nhiều năm được coi là kinh đô của các quán karaoke em Út, rất là đông vui nhộn. Trước dịch là hoạt động rất là mạnh mẽ của quý vị, karaoke. Bù bù Baby Kid. Phục vụ cho trẻ em và trẻ sơ sinh. Đây được hai bà chân thôi chứ gì. Hai bà chân đông xe quá ha. Hôm buổi trưa khoảng 12 giờ đó các chị, 12 giờ người ta ra, người ta đi ăn cơm trưa đó. Nhân viên công ty văn phòng á là bắt đầu đói bụng rồi, và đến giờ ăn cơm rồi thì người ta ra ngoài người ta ăn cơm, nó sẽ đường nó sẽ đông hơn. Nó hơi kẹt xe một chút. Đây là đường Trần Quang Khải các chị. Con đường này hồi xưa được mệnh danh là kinh đô của các quán karaoke. Hồi xưa mà đi nhậu xong mà muốn tăng 2 tăng 3 là đi ra con đường này. Đầy đủ các loại hình karaoke, có em Út ha cô chú chị ha. Karaoke Tây Việt á, gọi là karaoke Tây Việt. Nhưng mà sau dịch thì nó cũng bớt rồi. Sau dịch thứ nhất là kinh tế khó khăn, thứ hai là tình hình dịch bệnh thì mọi người cũng hạn chế tiếp xúc gần á, nên là mấy quán karaoke cũng giảm bớt khách. Và em thấy là cái số lượng quán nó cũng giảm rồi, bây giờ mặt bằng người ta chuyển qua, người ta cho thuê làm quán ăn rồi bán shop mỹ phẩm, quần áo rồi cửa hàng điện thoại di động. Bây giờ thì con đường này nó lại có nhiều cửa hàng điện thoại di động. Hồi xưa thì nó có nhiều quán karaoke, bây giờ thì nó có nhiều cửa hàng điện thoại di động hơn. Ngã tư đường Nguyễn Hữu Cầu với đường Trần Quang Khải. Hoàng Ti ha, Hoàng Ti là chuyên về món bánh chén khoai xương, bánh canh chẳng bàn. Đây cô chú anh chị, đây là khu vực mà hồi xưa nó có nhiều quán karaoke lắm, giờ nó trả mặt bằng hết rồi. Giờ thấy nhiều nhất là ngân hàng nè, rồi cửa hàng điện thoại di động nè. Đó, bây giờ cửa hàng điện thoại di động và phố công nghệ nhiều lắm. Dần dần cái đường này nó không còn nhiều quán karaoke nữa, mà nó chuyển qua làm phố điện thoại di động rồi, phố công nghệ rồi. Rất là nhiều cửa hàng điện thoại di động đã dồn vào đây để mở cửa hàng. Hồi xưa thì đi ngang đường này là thấy em Út đồ, những cô gái 19 đôi mươi mặc
áo hai dây rồi đứng ngoài rất là nhiều ha. Và bây giờ không thấy nữa. Minh Tuấn Mobile này, cửa hàng Minh Tuấn Mobile rất là nổi tiếng ha, chuyên kinh doanh điện thoại di động, bán cho các người nổi tiếng, bán cho các celebrity đó các anh chị. Đó, bên này cũng có một cái Minh Tuấn đó nè, bán cho diễn viên điện ảnh và cầu thủ bóng đá. Minh Tuấn Mobile làm marketing rất là tốt ha, thấy diễn viên điện ảnh rồi cầu thủ bóng đá rồi là quảng cáo cho Minh Tuấn Mobile rất là nhiều. Đây là ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng đó các chú chị. Rồi trái là chúng ta lên cầu Bông thì chúng ta về chợ Bà Chiểu á. Phúc Lộc Thọ, cơm tấm Phúc Lộc Thọ. Đây là đường Nguyễn Huy Tự gần với lại chợ Đa Cao. Con đường này nó rất là ngắn các chú chị ha. Đường này nó dài khoảng chừng 200m thôi. Đường Nguyễn Huy Tự này rất là ngắn, chiều dài khoảng chừng 200m thôi. Chúng ta đang có mặt ở ngã tư đường Nguyễn Văn Giai và Nguyễn Huy Tự. Kia là quán phở miếng gà Thu Hiền cũng rất là nổi tiếng ở khu này ha. Ta đi vào đường Mai Thị Lụ. Mai Thị Lụ có một ngôi chùa rất là nổi tiếng, đó là chùa Ngọc Hoàng. Chùa Ngọc Hoàng bên tay phải này của anh chị đó, nhiều người nước ngoài đến đây thăm lắm đó. Người nước ngoài bên trái đi một đoàn luôn này của anh chị, nhưng một đoạn người nước ngoài bên trái luôn, giống như là người Mỹ vậy đó. Tại vì cái ngôi chùa này là ngôi chùa mà đã từng được ông Barack Obama, cựu tổng thống của Hoa Kỳ, ghé vô thăm ngôi chùa này. Nên ngôi chùa này rất là nổi tiếng ha, chùa Ngọc Hoàng. Chùa Ngọc Hoàng trước đó đã rất là nổi tiếng ở Sài Gòn, Hồ Chí Minh rồi. Sau khi được ông Barack Obama ghé thăm thì nó còn nổi tiếng hơn nữa, đó là chùa Ngọc Hoàng. Chùa Ngọc Hoàng có một cái tên gọi khác, đó là chùa Phước Hải cô chú chị ha. Chùa Phước Hải, nhưng mà người Sài Gòn quen gọi là chùa Ngọc Hoàng. Chùa cũng nhỏ thôi, không có lớn lắm, nhưng mà khá là linh thiêng đó cô chú chị. Người ta đồn rằng ai mà muốn cầu tình duyên á là nên đi chùa Ngọc Hoàng, chùa Phước Hải. Đây là vòng xoay Điện Biên Phủ của chú chị ha. Có một cái đồng hồ rất là lớn, à đây có dù đụng xe rồi. Rồi xong rồi, đụng xe rồi, một anh quẹo phải để ra Bùng Binh, còn một anh là đi vô Bùng Binh. Trên đường Điện Biên Phủ, đoạn đường này là đoạn đường có thể chạy rất là nhanh, đoạn này là đoạn cho phép xe máy chạy 60, xe ô tô chạy 70. Đường này, đoạn này có phân làn đầy đủ hết. Rồi em cảm ơn mọi người đã xem video clip đến thời điểm này. Xin chúc mọi người gặp nhiều bình an trong cuộc sống, công việc thuận lợi, sức khỏe dồi dào, sức khỏe luôn luôn là quan trọng nhất. Cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ cho em nha. Bye.
bấm like video clip, chia sẻ cho mọi người cùng xem. Xin hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo về đường phố Sài Gòn, những chủ đề như là ẩm thực, du lịch, những sự kiện văn hóa, thể dục thể thao liên quan đến Sài Gòn. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin trân trọng kính chào ạ.